Phản ứng của Diệu Nhi khi chứng kiến anh Tú thân thiết với một sao nam khác khiến cho Dân Tình thích thú. Mới đây trên trang cá nhân, Tiến Luật đăng tải mối tình tay ba khiến Dân Tình cười nắc nẻ. Cụ thể, anh chia sẻ khoảnh khắc anh Tú thân thiết dựa vào vai anh khi đang nắm tay Diệu Nhi. Trước tình huống này, Diệu Nhi chỉ biết nhìn và tỏ ra bất lực. Nam diễn viên hài viết: cô gái năm ấy chúng tôi xua đuổi đã thành vợ của chàng trai năm ấy, tôi dựa vào. Tiến Luật chia sẻ thêm, lâu lâu coi lại hình cũ mà hết hồn. Được biết đây là bức ảnh cũ khi Diệu Nhi anh Tú đang yêu nhau. Được biết đây là bức ảnh cũ khi Diệu Nhi anh Tú còn đang yêu nhau. Bộ ba này có mối quan hệ thân thiết, không chỉ trong công việc mà cả ngoài đời thường. Phía dưới bức ảnh, khán giả để lại nhiều bình luận hài hước. Cô gái năm ấy chúng ta đã theo chàng trai năm xưa, không theo cô gái mà cô gái năm ấy theo. Có vẻ cồng kềnh hơn, lầy lội quá đi ạ. Thích kiểu yêu của anh Tú với Diệu Nhi ghê, công khai xong yêu nhau, trong im lặng, rồi thông báo cưới bền. Giới tính không tự nhiên mất đi, mà nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tay nắm tay một người, nhưng bờ vai lại là người khác đang dựa. Diệu Nhi anh Tú được mệnh danh là cặp đôi vàng trong Vbiz. Công khai tình cảm vào năm 2015, gắn bó với nhau từ sân khấu kịch, các vai diễn trên phim lẫn ngoài đời. Thời gian đầu cặp đôi thoải mái xuất hiện trước công chúng, thường xuyên tung hứng với nhau bằng những đoạn clip hát hò tấu hài. Tuy nhiên sau đó cả hai hạn chế đi cùng hoặc nói về nhau trên truyền thông, mà thay vào đó tập trung cho con đường nghệ thuật. Sau hành trình dài yêu nhau, vừa qua anh Tú Diệu Nhi đã vẽ lên câu chuyện tình đẹp bằng một đám cưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.